Xin chào các bạn đến với kênh Trường học PowerPoint. Trong video này, mình sẽ từng bước để hướng dẫn các bạn thực hành thiết kế một mẫu infographic trong phần mềm PowerPoint. Chúng ta sẽ từng bước thiết lập các bố cục cũng như là hiệu ứng truyền text cho đối tượng này. Và sau đây, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Việc đầu tiên là các bạn vào phần thẻ lệnh Insert, các bạn click chọn cho mình trong phần Shape. Chúng ta sẽ vẽ một hình tròn. Các bạn click chọn vào phần Oval. Tiếp tục để vẽ hình tròn cân đối, chúng ta sử dụng phím Ctrl cộng Shift và các bạn bắt đầu kéo chuột. Tiếp tục là các bạn vào phần Shape Fill, các bạn chọn cho mình là màu trắng cho đối tượng này. Vào phần Shape Outline, chúng ta sẽ bỏ đi đường viền là No Outline. Trong phần Shape Effect này, các bạn chọn cho mình trong phần Shadow là hiệu ứng bóng đổ. Các bạn chọn cho mình hiệu ứng đổ về phía bên phải. Tiếp tục là các bạn chuột phải, chọn cho mình Format Shape này. Chúng ta sẽ vào phần là Effect, các bạn chọn cho mình trong phần Shadow này, chúng ta sẽ tăng cái size của cái bóng nó lên. Và trong phần Blue này thì các bạn sẽ tăng cái độ hòa trộn cho cái màu lên. Chúng ta sẽ để là 15 nhé. Trong phần Shape Effect này các bạn chọn cho mình này, trong phần này là chúng ta sẽ tăng cái độ dày cho cái đường viền lên. Tiếp tục là các bạn sẽ căn chỉnh đối tượng này về giữa của cái phần slide trình chiếu. Sau khi xong, các bạn vào thẻ Insert, các bạn click chọn cho mình trong phần Shape này. Chúng ta sẽ chọn một đối tượng ở đây, mình sẽ chọn là hình Ash này các bạn nhé. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl cộng Shift để chúng ta vẽ một hình. Sau khi mà vẽ cái hình này xong thì các bạn sẽ thấy là có một cái điểm, hai cái điểm nút tròn màu vàng này. Chúng ta sẽ túm vào cái điểm nút này để chúng ta vẽ để tạo thành một đường tròn. Chúng ta sẽ kéo để có một cái điểm hở, sau đó các bạn sẽ xoay cái đối tượng này. Tiếp tục các bạn sẽ thu nhỏ cái đối tượng hình tròn này lại. Chúng ta sẽ ấn vào phần thẻ Format, chúng ta sẽ căn chỉnh lại cái đối tượng này là Align Center và các bạn chọn là Align Middle. Nó sẽ căn chỉnh vào cái điểm giữa của cái phần slide. Tiếp tục là các bạn vào phần Shape Outline, các bạn đổ cho mình một cái màu sắc cho cái đối tượng này. Chúng ta sẽ căn chỉnh lại. Tiếp tục là các bạn vào thẻ Insert, các bạn click chọn cho mình trong phần Shape này, chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng. Chúng ta sẽ giữ phím Shift để chúng ta vẽ một đường thẳng. Tiếp tục là các bạn đổi màu cho cái đường viền của đối tượng này. Các bạn sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V để copy cho mình thêm một hình tròn nữa. Chúng ta sẽ thu cái đối tượng hình tròn này lại, 1/2. Sau đó thì các bạn sẽ xoay cái đối tượng này. Chúng ta sẽ đặt cái đối tượng này vào đây. Sau khi xong thì các bạn sẽ vào cái hình tròn ở giữa này, các bạn ấn Ctrl C, các bạn ấn Ctrl V để copy cho mình thêm một cái hình tròn nữa. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình tròn này lại, đặt vào phía bên trong của cái đối tượng này. Các bạn sẽ đổi cái đối tượng này thành màu sắc cho mình trong phần Shape Fill. More Fill Color, các bạn chọn cho mình là màu xanh ngọc. Tiếp theo là chúng ta sẽ Ctrl C, Ctrl V để tạo ra một cái hình tròn ở giữa này. Các bạn sẽ phóng to ra một chút. Chúng ta cũng sẽ căn chỉnh đối tượng này vào giữa. Các bạn sẽ xoay cái đối tượng này cho mình. Chúng ta chuột phải chọn Send to Back. Chúng ta ấn Ctrl C, Ctrl V để copy ra thêm một hình. Các bạn sẽ xoay cái đối tượng này cho mình. Chúng ta sẽ đặt vào phía bên này.
chúng ta sẽ copy cả hai cái đối tượng này sang bên kia. Tiếp tục là các bạn sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V. Chúng ta sẽ phóng to ra hơn một chút, căn chỉnh đối tượng này vào giữa. Các bạn sẽ xoay cái đối tượng này lên bên trên. Chúng ta sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V để tạo ra một đối tượng. Chúng ta sẽ copy hai đối tượng ở lên bên trên. Ở đây mình sẽ xoay cái đối tượng này như này. Chúng ta sẽ đặt cái đối tượng này vào như này. Sau khi xong thì các bạn sẽ click chọn vào thẻ Insert, các bạn click chọn cho mình trong phần Icon này. Chúng ta sẽ chèn các biểu tượng Icon vào trong bản slide trình chiếu. Tùy theo cái chủ đề thì chúng ta sẽ chọn cái Icon phù hợp. Ở đây thì mình sẽ chọn những cái Icon mẫu. Sau khi xong các bạn ấn vào thẻ Insert. Chúng ta sẽ đặt các icon này vào các vị trí ở trong các đối tượng ở giữa của các đối tượng mà mình đã tạo ra. Mình sẽ đổi màu cho một cái đối tượng và này ở giữa này sẽ chuyển thành màu xanh. Tiếp theo là chúng ta sẽ chèn text vào trong cái đối tượng mà chúng ta đã thiết kế. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái mẫu. Chúng ta sẽ tạo một cái mẫu văn bản để chúng ta chèn vào trong cái slide trình chiếu. Chúng ta sẽ copy một cái đoạn văn bản giả để chèn vào trong cái slide. Các bạn ấn Ctrl V. Tiếp tục là chúng ta sẽ thu gọn cái đối tượng này lại. Chúng ta sẽ copy hai cái từ tiêu đề đầu tiên này. Các bạn sẽ chuyển cái dòng chữ này về chữ in hoa. Chúng ta sẽ ấn Ctrl B và đổi màu sắc cho chữ. Tiếp tục là chúng ta sẽ Ctrl C, Ctrl V để copy sang bên này. Và việc cuối cùng là chúng ta sẽ chèn các hiệu ứng chuyển động cho đối tượng này. Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ click chọn vào cái đối tượng đầu tiên. Các bạn sẽ chọn cho mình trong phần thẻ lệnh là Animation. Chúng ta sẽ chọn hiệu ứng. Ở đây mình sẽ chọn là Zoom. Tiếp tục là mình cũng sẽ chọn các đối tượng sau cũng sẽ là hiệu ứng Zoom. Và infographic là flash in. Các bạn click chọn cho mình vào thẻ lệnh là animation pane. Ở đây sẽ có 3 hiệu ứng ở đây. Thì chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng mà chúng ta vừa mới cài đặt chúng ta thiết lập như sau. Mình sẽ chọn là start with previous này. Sau đó là trong phần là hộp thoại là timing này. Các bạn sẽ tăng cho mình cái độ trễ cho cái đối tượng này.
Và phần textbox này chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Các bạn sẽ tăng cái độ trễ cho đối tượng. Sau đó thì các bạn sẽ xem lại cái sản phẩm của chúng ta. Ở đây mình sẽ tăng thêm cái độ trễ cho đối tượng này. Sau khi xong thì chúng ta sẽ chèn hiệu ứng cho các đối tượng dòng kẻ mà chúng ta đã thiết lập. Các bạn sẽ chọn là width. Trong phần effect option này chúng ta sẽ chọn là from top. Sau đó thì chúng ta sẽ click chọn để chèn các hiệu ứng cho các đối tượng tương tự những cái hình tròn màu trắng. Thì chúng ta chỉ việc là chọn Animation Pen này, chúng ta quét chọn cái định dạng cho đối tượng này. Và đối với đối tượng chữ này thì chúng ta sẽ chọn là Flat In. Đối tượng tiếp theo thì chúng sẽ chọn này, chúng ta sẽ chọn là width. Sau đó thì các bạn sẽ chọn các hiệu ứng mà chúng ta đã thiết lập. Chúng ta chọn Animation Pen này, chúng ta quét chọn vào các đối tượng này. Và như vậy là chúng ta đã thiết lập xong các hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trong slide. Sau đây thì chúng ta cùng xem lại sản phẩm nhé. Các bạn ấn F5 hoặc là ấn slide show. Và như vậy là trong video này, mình đã từng bước để hướng dẫn các bạn thiết lập một mẫu infographic trong phần mềm PowerPoint. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.